Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Xót xa với hình ảnh đầu tiên của Hồng Ngọc sau một tuần bị bỏng nặng, băng bó khắp cơ thể, khán giả không khỏi xót xa khi thấy toàn bộ phần ngực của ca sĩ Hồng Ngọc bị băng bó chằng chịt. Tròn một tuần sau tai nạn nổ nồi sông hơi tại Mỹ, những ngày gần đây Hồng Ngọc đã bắt đầu sử dụng lại mạng xã hội cập nhật tình hình sức khỏe của mình. Theo chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng, hiện tại các bác sĩ đang tiến hành xử lý da bỏng cho nữ ca sĩ. Tình trạng bệnh cũng tiến triển khả quan nên gương mặt cũng giảm sưng hơn trước rất nhiều. Dù bị bỏng cấp độ 2 nhưng Hồng Ngọc vẫn giữ tinh thần lạc quan vui vẻ. Trên Facebook, nhiều khán giả và đồng nghiệp trong ngoài nước đã gửi lời động viên chúc nữ ca sĩ mau chóng bình phục. Mới đây thì trang cá nhân của mình, Hồng Ngọc khiến khán giả xúc động khi chia sẻ bức ảnh với con trai. Đây cũng là bức ảnh đầu tiên của giọng ca Mắt Nai Cha Cha Cha. Sau tai nạn nổ nồi sông hơi, có lẽ vì gương mặt bị ảnh hưởng trực tiếp do bỏng nặng nên chủ nhân bản hit Vùng Trời Bình Yên đã che mặt để lộ phần ngực bị băng bó chằng chịt. Cả tuần này, các con phải ngủ riêng với bố, không được đụng chạm vì mẹ đau. Mẹ thèm được ôm em mà không được. Sáng thức dậy tự nhiên thấy em chui vào nằm trên mẹ, thương em quá đi mất. Nên giờ mẹ cũng không còn thấy đau, Hồng Ngọc nói. Phía dưới bài viết, nhiều đồng nghiệp như Xuân An, Nê Giang, Quốc Thái cũng không kìm được nước mắt khi Hồng Ngọc chia sẻ về các con. Quá nhiều sự hỏi thăm, chia sẻ và động viên, và hôm nay Hồng Ngọc đã xem rồi đọc hết những tin nhắn và comment của mọi người, thật sự không cầm được nước mắt. Mọi người thương Ngọc quá, tạ ơn Chúa và cảm ơn tất cả mọi người. Ngọc đã hồi phục, hiện giờ Ngọc đã khá hơn rất nhiều và cần thêm thời gian để ra hoàn toàn hồi phục, mọi người yên tâm nhé. Ngọc biết nhờ những lời cầu nguyện của mọi người mà Ngọc đã vượt qua, trân trọng lắm, chân quý lắm, xin phép cho Ngọc ít thời gian, khi Ngọc khỏe hơn, Ngọc sẽ trả lời hết những tin nhắn và comment của mọi người nha, Hồng Ngọc lạc quan chia sẻ trước đó. Trước khi sang Mỹ lập gia đình và có cuộc sống viên mãn như hiện nay, Hồng Ngọc đã trải qua không ít gian truân, cô từng làm nhiều công việc khác nhau để nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật. Hồng Ngọc thừa nhận nếu không nhờ giọng hát đặc biệt thì có lẽ cô đã trở thành một thợ may tại quê nhà. Định mệnh đã sắp đặt tôi phải tự bơi trên chính thực lực của mình, thậm chí không biết hướng đi chính xác của mình là hướng nào. Thời gian đầu tôi khóc rất nhiều vì không biết mình sẽ trụ với nghề này bao lâu. Tôi đi hát khắp nơi, đám cưới, đám hỏi, nhà hàng, cải lương để nhận vài ba chục đồng tiền của khách. Ông trời cũng không phụ lòng người, trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Để có một cuộc sống vừa đủ như hôm nay, hình như tôi cũng phải vượt qua khá nhiều thử thách và trở ngại trong cuộc đời. Chảy ra chóc vẩy lắm chứ. Tôi không phải là người quá may mắn khi bắt đầu đã có thảm đỏ hoặc hoa hồng lót đường đi. Tôi không sinh ra trong gia đình có điều kiện để không phải lo lắng về kinh tế cho gia đình mà dốc sức vào niềm đam mê. Tôi phải vừa kiếm tiền và cũng vừa chạy theo đam mê của mình. Tôi thầm cảm ơn ông trời, ba mẹ đã sinh ra tôi có vốn sẵn, đó là giọng hát của mình. Nếu không có những điều này, chắc tôi đã là một thợ may quần áo tại quê nhà Bình Long của tôi rồi. Không ít lần Hồng Ngọc bày tỏ sự biết ơn với ông xã Việt Kiều khi đã cho cô cuộc sống hạnh phúc, thoải mái, hoạt động nghệ thuật mà không cần lo nghĩ gì đến tài chính. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.